Hey boy, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Abela de Swedish. Sang Ngôi Em Hồng là một bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Minh Hằng. Và ngày hôm nay, Lovey Boy sẽ hướng dẫn các bạn thật là chậm, chi tiết hơn để các bạn có thể nhìn rõ các động tác và cùng thực hiện với Lâm nhé. Và bài này chúng ta sẽ cùng 9 tổ hợp. Như đầu tiên chúng ta sẽ mở tay, lên, xuống, để hông ngang, kéo tay ra 3 lần và dừng nhịp cuối cùng. Tương tự bên trái, mở, lên, xuống, kéo ra, vào, kéo ra. Phối hợp với nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác này các bạn thực hiện 4 lần 8 nhịp. Chúng ta cùng thực hiện bên phải 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển bên 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lặp lại 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần cuối 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi. Tổ số 2 gồm 2 động tác: tay chống hông, dặm chân phải, co gối trái 4 lần. Các bạn khi dặm hơi nhúng một chút và để hông lên. Nhịp tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tạo dáng và tay để gần che miệng hát 2 lần bên trái tương tự. Phối hợp đi xuống, chân phải co trái, chân trái co phải và hơi đánh vai cùng với hướng của chân. Ok, tập lại lần nữa và chỉ tay về phía trước 2 lần. Chúng ta cùng thực hiện với cùng chiều, nhịp nhanh hơn 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lùi 2, 4, 5, 6, 7, end 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tổ số 3 gồm 9 động tác: bước chạm mở tay, vuốt tay xuống, lắc hông 4 lần. Vuốt mắt và gõ tay, lắc hông. Tay chỉ đồng hồ. Và tiếp tục chúng ta sẽ trái tim. Cuối cùng gạt sang, vuốt ngực và đẩy. Chúng ta làm cùng chiều, theo nhịp 5, 6, 7, 8, mở tay, 5, 6, 7, 8, vuốt mắt, 5, 6, 7, lần 3, đồng hồ, 5, 6, 7, 8, gạt tay, vuốt và đẩy. Tổ số 4, chúng ta nối tiếp từ tổ số 3, kéo ngực sang bên phải, mở chân và đập xuống 4 lần. Các bạn nhớ là hạ phần bụng xuống nha. Đập xuống, đổi bên 1. Và kéo người cao lên và hạ xuống. Chúng ta làm thực hiện bên phải. Theo nhịp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển bên 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Tổ số 5 chúng ta sẽ gồm 3 động tác: mở chân, hất tay, lắc hông hai bên 1, 2. Các bạn nhớ là hất tay và hông thật mạnh 4 lần. Kết hợp với động tác xoay cẳng tay, người nghiêng sang 3 lần. Và các bạn nhớ thu chân, vút tay lên. Thực hiện bên phải cùng chiều, theo nhịp 5, 6, 7, lắc hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay tay 1, xoay tay 2, xoay tay 3 và vút tay lên. Động tác số 6 chúng ta thực hiện gồm 4 động tác: mở chân, một tay chống hông và một tay hất lên, phải, trái, vòng sang phải thu chân, kết hợp vuốt đầu, mở sang đánh hông và vuốt vai. Tiếp tục động tác số 3, giật bụng 2 lần, kết hợp mở chân, xoay người hướng nghiêng và đẩy hông về phía trước, tay vòng tròn. Các bạn nhớ so le không phải tay trái và thực hiện bên trái tương tự. Mở vào, vòng sang trái, vuốt đầu và vuốt vai, kết hợp giật bụng 2 lần và tiếp tục đẩy hông. Ok, chúng ta sẽ thực hiện bên phải cùng chiều 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, chuyển bên 1, 2, 3 và 4,
5 và 6 và 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác số 7 gồm 2 động tác. Bước chân step touch kết hợp với tay lên hạ xuống 2 lần. Lắc hông 4, kéo tay xuống. Các bạn nhớ tay hướng chéo nhé. Đổi bên, xuống, lên và xuống. Kéo từ cổ tay xuống, các bạn nhớ giúp người lên này, hạ hông. Hãy làm cùng chiều cùng Lâm. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Lắc 5, 6, 7, chuyển 2, 2, 3, 4, 5, 6. Động tác này thực hiện 4 lần, 8 nhịp. 3, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7. Thôi. Đến với tổ số 8, chúng ta gồm 4 động tác. Đi sang phải 3 bước này, chấm chân, rồi tiếp tục bước lên trên, vòng tay. Các bạn nhớ là một vòng và đảo lại 4 lần. Và lùi ra sau, đồng thời lắc hông 5, 6, 7, chuyển bên, and 1, 2, 3, tương tự. Vòng lên trên, nhớ hơi nhúi xuống khi các bạn chụm chân, hơn tạo nên sự điệu đà một chút chỗ váy nữ nhé. 5 và 6 lùi sau và kết hợp với vuốt mông. Chúng ta cùng thực hiện với nhịp bên phải. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7, chuyển bên. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu cuối cùng gồm 3 động tác. Mở chân, lắc hông đơn đơn kép, tay phải, huyết sáo. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Vòng tay lên, đi lên chân dích dắt và lùi xuống, mở tay đan chéo mở ra. Các bạn cùng thực hiện lại bên phải nhé. Theo nhịp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7, 8. Và vừa rồi chúng ta đã cùng thực hiện xong 9 tổ hợp của bài Sắc Môi Em Hồng. Các bạn cảm thấy thế nào thì hãy comment xuống phía dưới và nhớ tập từ từ, bình tĩnh và chỉnh từ kỹ thuật một để chúng ta có thể làm cho cơ thể mình và các động tác được sắc nét đẹp hơn nữa nhé. Và một lần nữa chúc các bạn thành công với bài tập nhảy này và nhớ comment xuống phía dưới là tôi đã làm được. Và hãy luôn subscribe, like, share kênh của Abaila, các bạn sẽ cập nhật thêm những bài trend mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.